an toàn cho chủ với an toàn cho bản thân mình. Thì hiện tại thì đang mùa dịch thì mình cũng ủng hộ cái mô hình này. Mình ở gần đây nên mình cũng thấy ăn ở đây. Do từ cái lệnh của chính phủ đó là do người dân phải cách xa 2 mét, thành ra anh mới có ý tưởng làm cái rồng rọc này để mà chuyển hàng mình ra và lấy tiền vào cho nó cách xa cái người bán và người mua vậy đó. Đối với cái rồng rọc này thì anh mất khoảng 3 tiếng đồng hồ anh mới làm xong được cái rồng rọc này. Cấu tạo của nó thì cũng đơn giản, chỉ có hai cái sắt U của cửa sắt kéo là mình ghép lại với nhau, rồi làm ba cái chân ở dưới, rồi ở trên thì mình làm một cái rổ với bốn cái bật đạn để mình kéo tới kéo lui cho nó thuận tiện. Tổng chi phí làm cái này thì khoảng 300-400 ngàn đổ lại. Đối với khách hàng mà đến mua thì rất là thích. Tại sao? Giữa người với người bán và người mua thì khoảng cách như vậy rất quá an toàn về sức khỏe. Cũng có một hai người khách phàn nàn là do cái cách ly xa quá, kêu phở nghe không rõ, rồi làm nhầm lẫn,